Thì có rất nhiều bạn sợ rằng, ôi anh ơi, cái việc thụt như này ý, có sợ là mình lạm dụng có hay không? Có sợ là gì ạ? Con mình nó sẽ bị mất phản xạ đi cầu hay không? Đúng vậy các bạn. Nếu như các bạn mà lạm dụng cái việc này thì nó sẽ khiến cho con bạn mất phản xạ đi cầu, và thụt nhiều như vậy nó có thể gây viêm cái trực tràng của con bạn và nó cũng nguy hiểm. Tôi đã áp dụng 7 bước sau đây để điều trị táo bón cho hàng trăm ngàn bé. Và nếu chúng ta mà biết đến 7 bước này ý, thì vấn đề táo bón của con điều trị vô cùng đơn giản. Nhất là bạn nào mà con mới tiền táo bón hoặc là mới bị táo bón một trong vài tuần thì chúng ta không còn phải lo lắng gì cả. Kể cả những bạn nào mà con táo bón mãn tính, có những bạn táo bón cả 6 tháng, 1 năm thì áp dụng 7 bước này chúng ta đều xử lý được tất cả các vấn đề. Đấy, và nếu chúng ta mà không biết đến cái video này và không biết đến 7 bước điều trị táo bón này thì đúng là thiệt thòi cho con bạn. Các bạn biết rằng khi con bạn bị táo bón thì hậu quả như nào ạ? Con sẽ chậm tăng cân, chậm tăng chiều cao, trí não của bé phát triển kém, tại vì tiêu hóa là cái gốc vấn đề. Và tiêu hóa kém thì lấy đâu ra dinh dưỡng để cho não bộ phát triển, đúng không ạ? Và sức đề kháng của bé kém và bé sẽ hay ốm hơn, hay phải dùng kháng sinh, hay dùng corticoid và hay dùng kháng histamine. Cái điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ. Đương nhiên rồi, một đứa trẻ mà có hệ tiêu hóa kém thì bé không thể phát triển được về trí tuệ và thể chất, và cơ hội những sự thành công trong tương lai nó sẽ bị thu hẹp rất là nhiều. Vốn dĩ con có đầy đủ nền tảng tố chất về mặt sức khỏe, trí tuệ để trở thành một người thành đạt. Nhưng tại sao một vấn đề đơn giản như vậy mà chúng ta không xử lý triệt để và để ảnh hưởng đến sức khỏe của con? Có rất nhiều bạn lo lắng, có rất nhiều bạn stress và có rất nhiều bạn cảm thấy ân hận và cảm thấy tội lỗi, tự trách bản thân mình là tại sao mình không biết cái điều này để con mình bị táo bón nặng như vậy, để đến lúc con mình nó bị quắt keo như vậy, đúng không? Tóc thì dựng ngược, ấy, nhìn mặt chỉ thấy mắt thôi, suy dưỡng còi xương của các bạn. Đấy, đó là điều mà chúng ta phải quan tâm, phải xử lý triệt để các vấn đề về tiêu hóa của trẻ để trẻ có hệ tiêu hóa tốt nhất. Và sau đây, đó là 7 bước vô cùng đơn giản mà tôi đã hướng dẫn hàng trăm ngàn mẹ để xử lý cái vấn đề táo bón của con. Và hầu như tất cả các cái ca mà các bạn áp dụng triệt để 7 bước này thì hầu như chúng ta đều thành công trong vấn đề điều trị táo bón. Thế thì bước đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó như nào ạ? Bước đầu tiên là phải kiên trì các bạn ạ. Chúng ta từng thất bại khi chúng ta bỏ cuộc, đúng không? Chúng ta không xử lý được vấn đề táo bón, chúng ta bỏ cuộc giữa chừng. Nó chỉ có hai vấn đề lớn nhất thôi các bạn ạ. Đó là các bạn chưa bao giờ bắt đầu, hoặc là các bạn bỏ cuộc trong vấn đề điều trị táo bón của con thì nó đều thất bại, đúng không ạ? Và nếu như chúng ta kiên trì và chúng ta hiểu được rằng ấy phải điều trị táo bón triệt để cho con, đúng không ạ? Và khi mà điều trị táo bón tốt cho con thì chúng ta thấy con sẽ khỏe mạnh hơn, ăn tốt hơn, ngoan hơn, phát triển tốt hơn, cao lớn hơn, thì điều đó ấy là hạnh phúc của các bạn, hạnh phúc của gia đình bạn, và nó cũng là hạnh phúc của dòng họ nhà bạn, có đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? Khi mình tăng nuôi con bị táo bón, chúng ta đừng quá lo lắng, đừng quá stress, đừng quá áp lực, phải không ạ? Các bạn hãy bình tĩnh, kiên trì, vui vẻ, đúng không? Và luôn luôn có một cảm xúc tích cực để chúng ta hỗ trợ con giải quyết vấn đề này. Nếu như lúc nào đó mà các bạn bị mất động lực, các bạn bị mất ý chí, chúng ta chỉ cần trả lời hai câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất là tại sao mình phải làm điều này? Tức là tại sao mình phải điều trị táo bón cho con đấy, đúng không ạ? Đúng chưa? Và nếu như mình không điều trị táo bón cho con thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bạn hãy trả lời hai câu hỏi đó. Hai câu hỏi này sẽ giúp cho bạn luôn luôn có một sức mạnh phi thường, có một ý chí mạnh mẽ và cảm xúc tích cực luôn luôn hiện hữu trong cơ thể của bạn, trong tâm trí bạn, và chúng ta sẽ xử lý thành công. Đây là bước quan trọng nhất, đúng không? Bước này là chìa khóa để giải quyết vấn đề táo bón của con. Và tôi chắc chắn rằng nếu các bạn làm tốt bước này thì không có việc gì là không có thể làm được cả. Và nó không chỉ trong táo bón đâu, mà nó trong tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống của bạn. Khi mà các bạn chưa giải quyết được bước đầu tiên, chưa chiến thắng được cái trò chơi trong tâm trí mình, chúng ta luôn lo lắng, luôn stress và luôn gì ạ, ui không biết nó có khỏi táo bón hay không, thì các bạn hãy dừng lại, đừng điều trị táo bón nữa. Và nếu như các bạn đã có đầy đủ niềm tin, sự hạnh phúc, sự hưng phấn rồi và tràn đầy năng lượng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào bước 2. Bước 2 như nào ạ? Chúng ta phải thụt phân cho bé. Tại sao chúng ta phải thụt phân? Khi mà bé bị táo bón, tức là phân nó nằm rất là lâu ở trong cái đại tràng như này, và ở trực tràng nó nằm lâu trong ruột như vậy thì bé sẽ đầy hơi, khó tiêu, và bé nó ăn không được, ngủ không ngon, nó chằn chọc, nó mệt mỏi, có phải không các bạn? Đấy. Và gì ạ? Chúng ta thụt phân cho con, tức là gì ạ? Chúng ta loại bỏ hết tất cả các cái phân nó ứ trong cái đại tràng này, đúng không ạ? Trong cái trực tràng này ra ngoài khỏi hệ tiêu hóa. Cái việc mà chúng ta loại bỏ cái phân này ấy, thì nó có cái tác dụng như sau này. Thứ nhất, nó làm bé dễ chịu hơn. Đầu tiên là bé dễ chịu đã, ăn nó ngon hơn đã, ngủ nó sướng hơn đã, có phải không ạ?
Và bước thứ hai, chúng ta loại bỏ các cái phân khô như vậy, cái phân khô như vậy lâu trong ruột như vậy thì nó sản sinh ra các cái chất độc, phải không ạ? Nó làm rối loạn hệ vi sinh đường ruột và có nhiều chất độc nó ảnh hưởng đến gì ạ? À, sức khỏe của trẻ, và thậm chí nó còn gây viêm ruột, gây áp xe đường đại tràng, nó vô cùng nguy hiểm, đúng không ạ? Nên chúng ta làm gì đó là rất quan trọng. Thế vậy chúng ta thụt như nào? Chúng ta ra hiệu thuốc, chúng ta mua cái sản phẩm thụt phân cho con và chúng ta thụt. Thì có rất nhiều bạn sợ rằng, ô anh ơi, cái việc thụt như này ý, có sợ là mình lạm dụng có hay không? Có sợ là gì ạ? Con mình nó sẽ bị mất phản xạ đi cầu hay không? Đúng vậy các bạn. Nếu như các bạn mà lạm dụng cái việc này thì nó sẽ khiến cho con bạn mất phản xạ đi cầu. Và thụt nhiều như vậy nó có thể gây viêm cái trực tràng của con bạn và nó cũng nguy hiểm. Cho nên chúng ta chỉ hỗ trợ bé thụt trong vòng 1 đến 2 tuần mà thôi. Và mỗi tuần từ 1 cho đến 2 lần và nhiều nhất là 3 lần, đúng không ạ? Và chúng ta thụt như vậy để giúp con dễ chịu hơn, thoải mái hơn. Đó là bước thứ hai mà chúng ta phải làm, đúng không ạ? Khi chúng ta kết thúc bước thứ hai rồi, chúng ta sẽ bước sang là bước thứ ba. Bước thứ ba là gì? Khi các bạn thụt phân rồi thì các bạn phải làm cho phân nó mềm ra, có phải không ạ? Tại sao phải làm cho phân nó mềm? Khi mà phân nó nằm trong đại tràng lâu thì nó bị hút nước, nó bị rối loạn hấp thu nước điện giải mà các bạn, nó cứng, nó rắn như phân dê ấy, đúng không? Thì chúng ta uống cái thuốc làm mềm phân ấy, tức là dùng các cái sản phẩm hỗ trợ làm mềm phân, nó vô cùng quan trọng. Thứ nhất là gì ạ? À, nó giúp làm mềm cái phân. Khi mà mềm phân ấy thì phân nó đi sẽ dễ dàng hơn, mỗi lần bé đi là bé đi dễ dàng hơn, bé sẽ không bị lứt hậu môn, không bị đau hậu môn, từ đó bé nó sẽ không sợ đi cầu. Khi mà đi mà nó bị nó sợ cái việc mà đi nó đau hậu môn, nó rách môn ấy, thì mỗi lần đi nó nhón này, nó bắt chéo chân, nó nhón như vậy thì nó sẽ không đi cầu được, phân nó có giữ trong ruột của bé như vậy, rất là nguy hiểm. Thế là đi phải mềm, nó mềm không đau hậu môn, không rách hậu môn thì bé nó sẽ không bị sợ, đúng không ạ? Thì cái việc mà chúng ta làm mềm phân ấy, chúng ta dùng hai sản phẩm ở đây. Sản phẩm đầu tiên các bạn phải dùng ấy đó là gì? Đó là cái sản phẩm Duphalac mà tôi hay nói với các bạn. Hiện nay thì có rất nhiều sản phẩm khác nữa, nhưng mà Duphalac ấy nó đang khá thông dụng ở Việt Nam. Còn các sản phẩm khác thì cũng có thể dùng được. Đấy, đúng không? Nhưng mà nó hơi khó mua. Thì các bạn dùng Duphalac nó thông dụng. Thì cái Duphalac này, tôi hay gọi nó là gì ạ? Nó là cái thuốc giò. Giò là vì sao? Với một bạn thì có cơ địa khác nhau, tình trạng táo bón nặng nhẹ khác nhau. Nặng nhẹ đây là gì ạ? Phân rắn bình thường, nhắn vừa đầu to, rồi phân dê, đúng không? Nó khô như cái con phân dê, phân bê, đúng không ạ? Đấy, tùy mức độ khác nhau. Thì đầu tiên, chúng ta sẽ phải dùng cái liều mà khuyến cáo trên cái tờ hướng dẫn sử dụng. Tôi ví dụ, con bạn dùng 5ml một lần và ngày 2 lần chẳng hạn, đúng không các bạn? Khi các bạn dùng cái liều ở trên tờ hướng dẫn ý, mà phân của con dùng từ 2 đến 3 ngày mà phân của con nó vẫn rắn, thì các bạn phải tăng liều lên là 7ml, có phải không ạ? Và 7ml ý, mà con bạn phân vẫn rắn, phải tăng lên 10ml, có phải không ạ? Thế thì các bạn tăng lên khi nào phân con bạn mềm thì chúng ta giữ ở cái liều đó. Còn nếu chúng ta tăng lên 10ml mà phân nó bị loãng quá, tức là nó phải mềm, phải đẹp nhé. Đấy, còn nó bị loãng quá thì chúng ta phải giảm liều đi, có đúng không ạ? Đấy, tức là chúng ta phải dùng cái liều tăng giảm liều liên tục để chúng ta tìm được một cái liều mà con mình ở đó phân nó đẹp nhất, nó mềm nhất, đúng chưa các bạn? Đấy là cái dò liều như vậy nhá. Và rất may cho các bạn ấy là cái lactulose này thì nó không có nhiều cái tác dụng phụ nguy hiểm đến trẻ, cho nên chúng ta có thể dùng an toàn từ 3-6 tháng, thậm chí dùng 1 năm, đúng không ạ? Đấy, thì nó rất ít tác dụng phụ, được chưa các bạn? Các bạn lưu như vậy nhá. Và cái sản phẩm thứ hai bạn dùng ấy là đó là sản phẩm Zimbi String, đúng không ạ? Cái Zimbi String là như nào? Đấy, đây cái Zimbi String này. Đấy, đây, các bạn có nhìn rõ đúng không ạ? Đây Zimbi String. Tức là mùa xuân đấy, cái này rất quan trọng nhá. Cái này vô cùng quan trọng, nó giúp làm mềm phân nhá. Nó giúp làm mềm phân này, được chưa ạ? Để phân nó gì ạ? Nó dễ đi hơn, nó không bị cứng phân. Cái thứ hai gì ạ? Giảm cái gì ạ? Kích thích cái nhu động ruột, tức là khi mà dùng cái Zimbi String này thì nó sẽ làm gì ạ? Tăng cái nhu động đường ruột. Đấy, tăng cái nhu động đại tràng lên, tức là nó tăng tống phân, các bạn hiểu không ạ? Nó tăng tống phân ra ngoài và nó tăng đẩy xuống trực tràng, và khi nó phân nó mềm, nó đầy trực tràng ấy thì nó ra cái phản xạ đi cầu và nó sẽ đi ra ngoài được dễ dàng hơn, đúng chưa? Và cái lợi thứ ba của cái Zimbi String đó là gì ạ? Nó làm sạch cái đường ruột các bạn nhé. Nhớ là sạch cái đường ruột nó quan trọng lắm. Khi phân nó ứ lâu trong cái đại tràng này, đúng không ạ? Thì nó sản sinh ra các cái chất độc, đúng không ạ? Và nó làm rối loạn hệ vi sinh đường ruột. Đó, và cái chất độc đó nó làm gì ạ? Ô nhiễm cái đường ruột, nó giống như là nó ô nhiễm đường ruột ấy, và chúng ta dùng cái Zimbi String này để nó làm sạch cái đường ruột đó ra, đúng không ạ? Giống như chúng ta rửa cái đường ống ấy, rửa cái đường ruột của bé để cho bé nó khỏe mạnh hơn, và cái hệ vi sinh nó nhanh chóng lập lại cân bằng để nó không bị rối loạn nhu động cũng như là rối loạn hấp thu nước điện giải, đúng chưa? Đó là cái bước thứ ba mà các bạn cần phải làm, đúng không ạ? Và nếu như có phần nào đó các bạn chưa rõ, các bạn có thể comment dưới video này
tôi sẽ dành thời gian để trả lời các bạn và để tổng hợp lại để làm các video để trả lời thêm các bạn nữa. Các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa Century để theo dõi các cái video tiếp theo. Rồi xin chào các bạn và chúc các bạn điều trị táo bón thành công. Xin chào các bạn. Nhớ 7 bước này là vô cùng quan trọng để giúp con bạn thoát khỏi tình trạng táo bón. Rồi chào các bạn.